bắt đầu năm, tức là chúc các cháu luôn luôn mạnh khỏe nha, trong sự nghiệp và trong học tập cố gắng phấn đấu thành đạt luôn nha. Rồi, cảm ơn bác Thu Hoàng nữa nha. Vậy tay cho chào chào bác Thu Hoàng lên được đâu. Ừ, chà đây, phó kênh Đàng Luận này, rồi là gì các diễn viên này, Phan Đức này, Hoàng Thơ này, Hoàng Lương này, Đặng Thảo này, Hoàng Cầm này. Có xem cái cuộc giao lưu của bác Thu Hoàng không? Nếu xem thì vỗ tay đăng ký ngay nha, chia sẻ và tất cả mọi người và các bạn nha. Đây là cháu bạn à, đây tức là cái ngày xưa Thu Hoàng làm nhà hai tầng là. Là cháu bạn đấy là một chú cốt phá đà chụp Thu Hoàng rất nhiệt tình nha. À thì cháu mới hôm nay đi chơi lên em đi chơi có việc gì hay là lâu nay lên chơi thì chú nó có cái tình cảm rồi quan. Ờ đây này, đây là mười của Thu Hoàng này, mười năm đấy rồi, mấy chục tuổi đây. Mười cô tám lắm. Mười cô thì đứng ý thì đứng ý tuổi hơn. Lấy này. Chủ là già hơn. Ừ. Rắn lên hết. Ừ, đó, đúng rồi. Ba mời cô lấy cô rắn đây. Là tè hơn. Đó, thấy các bạn thấy mười của Thu Hoàng là chuyện hay không nha. Thấy cực kỳ luôn. Đây, thấy ơi. Tức là chưa lên răng là gọi là tè hay. Tè hơn. Tè thì mới chưa lên răng không nè. Đây, các bạn nha. Thấy. Lấy rồi. À, đấy nha. À, mười các bạn thấy mười của Thu Hoàng nói chuyện hay không? Đúng thật là chưa lên răng, mới sinh chưa mình chưa có răng này. Đó, đây, có các bạn nha. Đây là cháu quản này. Rồi còn đây là mười của Thu Hoàng này, là mới có 80 nhưng vẫn đứng trẻ hơn Thu Hoàng là 68 tuổi. Trẻ hơn. 80 mấy thôi, mười chính xác 85 mà lịch trẻ hơn là Thu Hoàng 68 tuổi. Buồn quá. Thôi nha, đâu nó mới nha, hãy cho mười tám và chín cho vui. Ờ, mười cháu chín cái đoàn là rất hay. Khi mô có nụ cười ở trên môi này, cháu hay quản này. Này đây là Bích Hiền này. Đây là Bích Hiền. Mời Hiền chào tất cả mọi người mà. Chào tất cả mọi người nha. Đây thôi nha, một lần nữa thay mặt nhóm YouTube của Thu Hoàng kính chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Nếu xem video này cảm thấy hay thì cho Thu Hoàng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hay nhất ở chùa của Ham. Hơn nữa là cổ kênh anh em Thu Hoàng mọi người và các bạn nha. À, các bạn ơi, mới 30 Tết đó mà bây giờ đã ngày 20 tháng Giêng năm 2024 rồi mọi người và các bạn nha. Đấy, thời gian nó rất nhanh. Mới ngồi ở trên mâm cỗ 30 Tết để chúc nhau đầu năm mới mạnh khỏe, rồi là vạn sự trao ý của tất cả mọi người và các bạn. Mà hôm nay Thu Hoàng đã nói lại là hôm nay là đã 20 tháng Giêng, thời gian nhanh không mọi người và các bạn. Đấy, cho nên anh em YouTube của Thu Hoàng cũng đang phấn đấu để mà quay những cái đoạn video thật hay, thật đẹp ở chùa Cổ Am ngày đầu xuân để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Các bạn ơi, nếu như các bạn mà đã có nhiều hình ảnh ở trong video của anh em Thu Hoàng, rất mong các bạn đừng tới nhá. Nếu mà tới rồi cuối cùng là mất cái hình ảnh của mình rồi, để bảo là bác Thu Hoàng quay hình ảnh của các cháu mà lại không thấy, là vì một cái video trên dưới một tiếng đồng hồ mà video của các bạn, tức là gặp các bạn hình ảnh xuất hiện trên video tầm cỡ khoảng dài nhất là khoảng 2 đến 3 phút, mà các bạn chỉ nhích tới đưa tới tầm cỡ khoảng 1 lý thôi là đã mất hình ảnh của các bạn rồi. Cho nên mong các bạn á là
thì lần đầu là các bạn cứ để như vậy để nó chạy để mà xem hình ảnh của mình nha. Rồi nếu như mà cảm thấy hay video mà hình ảnh của các bạn anh em Phương Hoàng làm quay mà thấy đẹp á, thì rất mong các bạn cho video xin một like, cho Phương Hoàng một like để biết các bạn đã xem và ủng hộ kênh Phương Hoàng nha. Hơn nữa rất mong các bạn đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hay nhất ở chùa của Am và của kênh anh em Phương Hoàng nha. Mời mọi người và các bạn xem tiếp nha các bạn ơi. Bây giờ nhóm YouTube của anh em Phương Hoàng một người một lý do đặc biệt, nhưng mà bây giờ nhiệm vụ của trưởng kênh Phương Hoàng và phó kênh này và diễn viên Bích Thời là đi đằng sau là tiếp tục quay những cái cảnh mưa mùa xuân ở chùa của Am, tức là bước tháng xuân mà có cái hạt mưa này thì quá tuyệt vời các bạn này. Cho nên là Phương Hoàng và phó kênh đằng luôn đã mang là cái cảnh mùa xuân thì ta lại thật nhiều đoàn nhiều cái video để mời mọi người và các bạn đón xem cái cảnh mùa xuân ở chùa của Am các bạn nha. Đây là phó cánh đằng luôn với Phương Hoàng với Bích Thời, bây giờ tiến sâu vào ở trong cái cảnh chùa của Am để mọi người và các bạn thấy cái hạt mưa của đầu xuân này. Thế còn hôm nay bây giờ cũng khoảng 8 giờ sáng, không hơn 8 giờ, hơn 8 giờ ngày 20 tháng giêng năm 2024 đấy. À, cho nên là cái cảnh mưa đầu xuân cái quả tuyệt vời mọi người các bạn này. Tức là cái cây hoa rồi thực vật mà thấy mà gặp được cái mưa mùa xuân này quả tuyệt vời. Đây các bạn ơi, bây giờ máy lại một cái là cái mưa mùa xuân này á, thì ở nhà chùa lại có một cái vườn hoa quả tuyệt vời ở đây, nên là Phương Hoàng bây giờ đã thấy du khách tại cái cầu An tương đối nhiều đấy các bạn ạ. chào cả cháu, cả cháu ơi, thế này hôm nay thay mặt nhóm YouTube của bạn Phương Hoàng để đi quay cả cái cảnh mưa đầu xuân hôm nay là 20 Tết, thay mặt nhóm YouTube bác chúc các cháu mình hạnh nha. Rồi là các cháu quê ở đâu? Mình thấy đó, mình thấy nha. Thôi một lần nữa chúc các cháu năm mới mạnh khỏe nha. Em thì nói các cháu thì đây các bạn ơi, bây giờ người đi cầu An cũng tương đối nhiều này. Các bạn thấy du khách đi cầu An đầu năm phải nói là tuyệt vời, không gì bằng sức khỏe các cháu ơi. Tôi thấy mặt nhỏ như của bác Trung Hoàng đầu năm mới chúc tất cả mọi người đây sang năm mạnh khỏe nha. Rồi con thấy các cháu nha. Đây năm mới nha, chúc sức khỏe bình an nha. Đây vâng thay mặt nhỏ như của bác chúc các cháu với đại gia đình của các cháu tháng năm mới mạnh khỏe nha. Đây, rồi bạn chào nha. Đấy, mọi người thấy không? Tức là 20 Tết. Hôm nay ngày 20. Ngày 20 tháng Giêng mà đã có du khách đến cầu An sức khỏe cho mọi người các bạn. Chào anh, chúc anh mạnh khỏe đôi năm nha. Thay mặt nhóm YouTube của bạn Trung Hoàng chúc anh năm mới nha. Sức khỏe nha. Vâng. Không, anh có lẽ không có. Cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng chúc cháu. Cháu quê ở đâu cháu? Ở Thanh Chương. Ở Thanh Chương là Thanh chứ cháu? Ở Thanh Long à? Thôi một lần nữa, thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng chúc cháu và đại gia đình của cháu sáng năm mạnh khỏe nha. Đây, cho bác một tay tí nào. Cho bác cháu quê ở đâu? Ở Vinh thì lên là tính kênh YouTube của bác rất nhiều.
cô thay mặt nhỏ mình YouTube của bác, cháu tên là chị hả? Dạ, cháu tên là chị. Năm mới thầy. À, hơn nữa là các bác lại làm là các bác lại làm YouTube, cho nên là đi quay những cái hình ảnh người tốt việc tốt ở chú quán. Dạ. Nha, một lần nữa bác chào cháu nha. Đây các bạn ơi, du khách bây giờ là buổi sáng ngày 20 Tết này, ngày 20 tháng Giêng này. Đây, một lần nữa. Đây, bác chúc chị em mạnh khỏe nha. Này, rồi bác chào nha. Quay vào để làm cái việc thì rất thích thú. Bác làm YouTube nha. Rồi. Mọi người cho anh kiểu cái ảnh khác nha. Đây là mọi người này. Đó. Là du khách chiếc cầu án này. Du khách chiếc cầu án năm mới và bây giờ một hai cái hạt mưa xuân đầu tiên thì quả tuyệt vời hay. Này, quả tuyệt vời. Đây các bạn nhá. Bây giờ Thung Hoàng xin các cháu để chụp một cái hình ảnh này dựng video để làm kỷ niệm các cháu nhá. Rồi. Bắt đây. À mọi người ơi, nếu xem video này của Thung Hoàng và các chị em quê ở Vinh cảm thấy hay thì cho Thung Hoàng và anh chị em ở Vinh đây xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất của anh em Thung Hoàng và chị em quê ở Vinh. Nếu mọi người và các bạn muốn xem video, rất mong các bạn đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất của chị em ở Vinh và của anh em Thung Hoàng. À các bạn ơi, nhưng mà các bạn đăng ký thì nhớ bật chuông thông báo nha, thì mình nhận được video của mình. Thôi một lần nữa, thay mặt kênh anh em Thung Hoàng xin kính chúc tất cả mọi người sang năm mới mạnh khỏe, mọi sự vạn sự đạt theo ý muốn của mình mọi người các bạn nha. Rồi nha. Cái hạt mưa mùa xuân cái đầu tháng ở tức là 20 tháng Giêng của đẹp mò cái các bạn này, à, giọt mưa lách này, cái mùa xuân này cũng có. Đây các bạn có thấy cái giọt mưa mà Thung Hoàng mới quay không? Đúng rồi, giọt mưa xuân đầu năm, tức là mấy hôm mới từ vừa Tết ra cho đến hôm nay là ngày 20 mà mới được 3 hôm, tức là buổi sáng đấy các bạn thấy không ạ? Cái giọt mưa của tuyệt vời không? Này, cái thổi đấm trôi nảy lọc cho mọi người các bạn. Bây giờ Thung Hoàng đi thêm những cái cảnh khác để quay cho mọi người và các bạn đoán xem ở cái cảnh chùa của ám nha. Này, các bạn thấy cái chùa của ám này rất tâm linh và linh thiêng cho mọi người các bạn. Cho nên khách cầu ám đầu năm không bao giờ hết được. Dù ít dù nhiều con cái hôm từ 30 Tết cho đến mùng 1 Tết á, là người đi chen chúc luôn, không bao giờ là có cái hở bước chân, cho nên sinh ra ách tắc giao thông như các bạn ạ. Thì bây giờ trước ra Thung Hoàng quay cái ách tắc giao thông mà hôm đó là Thung Hoàng đoán tầm cờ khoảng 20.000 người đấy các bạn ạ. Này 20.000 người, cho nên đây các bạn ơi, bây giờ là này người cái cầu ăn sức khỏe đây. À con ơi, con cho bạn hỏi thì con quê đâu? Con quê đâu? À Quỳnh Lưu thì lên ở trên cái kênh YouTube của bạn rất nhiều. Thôi thay mặt nhóm YouTube của bạn đầu năm mới, chị có là mẹ cháu hay? À thôi để chị Thập Phương rồi thì đầu năm mới, tức là thay mặt nhóm YouTube của bạn Thung Hoàng chúc chị và gia đình của chị, như là cháu đó học hết chưa? Cháu đang học
đang đi học ạ. À, đang đi học ạ. À? Thôi, một lần nữa rất chân thành cảm ơn đón năm mới là chúc chị và đại gia đình ta sang năm mới mạnh khỏe nha. Đây, vâng, để chào chị nha. Này, à, được rồi, để cho chị tập hướng nha. Này, cháu bây giờ học lớp mấy cháu? À, học xong rồi. Để là chuẩn bị thi hay là thi rồi? À, chuẩn bị thi. Thôi thế này, thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoan nha. Chúc cháu sang năm mới mạnh khỏe nha, cháu thấy là gì hay? À, cháu Lâm. À, bởi cái hình ảnh lưu ở trên cái kênh YouTube của bác á là lấy làm cái kỷ niệm nha. À, cháu dây toàn con mẹ cháu đó thì đành nói chuyện với mẹ cháu rồi. À nha, thôi mọi người nha, bây giờ Trung Hoan, anh em Trung Hoan thì quay những cái điểm khác, mời mọi người và các bạn xem tiếp ở chương trình Tìm Mưa Đầu Xuân của chùa Quán. Cho nên là ở chùa Quán quê hương Trung Hoan ấy, một lần nữa kính chúc tất cả mọi người và các bạn tháng năm mới mạnh khỏe. Hơn nữa mong các bạn là xem video của anh em Trung Hoan vui vẻ mọi người và các bạn nha. À, các bạn ơi, bây giờ tiếng chuông chùa đã đổ. A chị ơi, đón năm mới là thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoan chúc chị và đại gia đình của ta sang năm mới mạnh khỏe nha. Vâng, thế chị quê ở đâu ạ? Quê ở Vinh. À, thế là ở Vinh. À, đúng đô Vinh thì lên trên sóng YouTube của bác Trung Hoan rất nhiều. À, thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube. Vâng, tức là lấy cái hình ảnh người tốt việc tốt. Đó là con không thế này chị này, thực sự là đầu năm mới anh em YouTube quay một cái cảnh mưa đầu xuân để làm kỷ niệm, đưa lên cái kênh YouTube của bác Trung Hoan để làm kỷ niệm. Thì là chị ở Trung Đô ở Vĩnh Hành, Vĩnh thì lên thẳng ở trên cái kênh của Trung Hoan rất nhiều để làm cái kỷ niệm thôi chứ không đây là quán nhà của quán của chị à. À, đây thế này đầu năm mới chúc cháu nha, chúc cháu và mẹ là tháng năm mới là gặp nhiều may mắn hơn nữa về sức khỏe, thật thịnh vượng nha, thật tốt nha. Vâng, bác ra để quay những cái hình ảnh đẹp này để làm kỷ niệm cho tất cả mọi người đi cầu án ở chùa Quán này. Thôi lần nữa các bạn ơi, đây là Trung Hoan nhưng chúc cháu quê ở Vinh đấy, ở Trung Đô ở Vinh. Còn mẹ thì vừa rồi mới tâm sự nói chuyện với Trung Hoan nha. Một lần nữa kính chúc tất cả mọi người tháng năm mới mạnh khỏe nha. À, các bạn ơi, bây giờ là nhạc rất nhiều, nhạc nghe rất nhiều cho nên Trung Hoan phải nói khó hơn để át tiếng nhạc nha. Chứ nếu mà nhạc á là vi phạm bản quyền lên mọi người các bạn nha. Các bạn ơi, Trung Hoan và anh em kênh YouTube Trung Hoan sợ nhất là vi phạm bản quyền. Mà đã vi phạm bản quyền á thì chắc chắn là kênh của anh em Trung Hoan sẽ không tồn tại được. Nếu mọi người và các bạn mở YouTube mà viết cái chữ Trung Hoan, à chào anh, à Trung Hoan mà không lên à. À anh ơi, thay mặt nhóm YouTube của Trung Hoan đâu năm mới gặp anh đi cầu an sức khỏe, rồi là chúc anh sang năm mới mạnh khỏe nha, mọi vạn sự là theo ý muốn của mình nha. À vâng, chào chị, anh quê ở đâu? Quê Anh Sơn. À, anh Sơn à? Sơn, anh Sơn. À, anh Sơn thì rất nhiều ở trên kênh của mình. Đây các bác đó làm YouTube lại hình cái hình ảnh người tổ việc tốt ở chùa Quán đây để lưu cái hình ảnh quảng bá lâu dài cho tất cả mọi người. Thôi nha, một lần để chúc anh thật sức khỏe nha. Thế là anh hình ảnh của anh đã xuất hiện trong video lên TV lên sóng của cánh anh em Trung Hoan rồi mọi người các bạn nha. Thôi chào anh nha. Rồi.
đây các bạn này, tức là cái cảnh mưa đầu xuân ở chùa Quả ở quê hương Trung Hoa, mọi người thấy cái cảnh mưa đầu xuân đẹp không? Đấy, bây giờ là người cầu an cũng đã bắt đầu là đến để cầu an sức khỏe đầu năm rất nhiều, nhưng mà Trung Hoa thì có những cái cảnh mới hơn ở ở trong cái chùa Quả, tức là ở những cái cái nơi mà ngày xưa đó là Trung Hoa rất nhỏ, là vào cái thời kỳ mà tuổi học trò ấy, là Trung Hoa đi vào các cái nơi này, trước cái gọi là lung kiếng này, cách đây mấy chục năm về trước là Trung Hoa lúc nhỏ là đi học cho nên là cứ đi lều đéo thằng ngày vào để tránh nắng tránh mưa. Nhưng mà cái thời kỳ mà chiến tranh á, cái thời kỳ chiến tranh là hồi đó là Trung Hoa con nhỏ là đi học đi đường kia các bạn này, là đi leo đấy là gọi là cái lung kiếng, đấy gọi là cái lung kiếng kia ở quê hương Trung Hoa, đây là cái lung kiếng mà bây giờ là nhà chùa về cùng gây dựng gọi là phát triển tuyệt vời này, thấy càng ngày càng xanh um tùm đấy các bạn này. Đây, thấy chưa, trước đây ở quê Trung Hoa mà hồi đó nhỏ là trời nắng rồi cái hồi chiến tranh á là vào đây để đánh máy bay đấy các bạn này. Đây các bạn thấy cái cảnh ở chùa rất sầm uất, mà bây giờ nhà chùa thì gãy dựng lên những cái phong cảnh đẹp mọi người các bạn. Đây là có những cái cây gọi là cây kẹt đấy các bạn này, nó đủ cây lá um tùm luôn. Đây, sáng tối đâu đây, cái cảnh và thực vật và động vật ở đấy, động vật kia thì như cái là có chim thảo, nhưng mà bây giờ chim thảo á là người đi lại đóng rồi, nó cũng tồn tại nữa. Nhưng mà cái thực vật ở đấy các bạn thấy các cái cây cảnh đẹp um tùm các bạn. Trung Hoa đi rất nhiều nơi, bây giờ năm nay Trung Hoa cũng là trên 60 rồi, trên 60 tuổi rồi đấy, nhưng mà đi rất nhiều nơi, đi rất tham quan rất nhiều chùa, nhưng mà cũng không có cái chùa nào mà phong cảnh đẹp như ở cái chùa Cổ Ám quê hương Trung Hoa đấy đâu. Đấy các bạn thấy cái phong cảnh đẹp tuyệt vời không? Đây các bạn thấy cái hình ảnh ở chùa Bám. Rồi đây các bạn có xem video này, Trung Hoa rất mong các bạn xem video vui vẻ. Một lần nữa chúc mọi người và các bạn sang năm mới có nhiều sức khỏe mọi người và các bạn nha. Các bạn ơi, thế là cái cảnh mùa đông mùa xuân ở quê hương Trung Hoa. Chào ạ. À chào ơi, cho bà hỏi tí nha. Đầu năm mới thay mặt nhóm tôi cũng biết của bạn Trung Hoa chúc cháu tháng năm mạnh khỏe nha. À đây đó là lời chồng hay là bà à bạn à? Thế cháu ơi, các bác làm chú tôi biết để lấy những cái hình ảnh người một chuyện tốt. Rồi là cái cảnh đẹp ở chùa Quả Ám để đưa lên kênh của Trung Hoa để làm kỷ niệm. Cái kênh của bác là kênh được có thể sau bác chị nha. Rồi từ đây cháu là quê đâu, hai cháu cháu tính thì để bác cứ chuyện cho hai cháu, hai cháu quê ở đâu? Ở Vĩnh thì lên ở TV lên cái thẳng của kênh của bác rất nhiều. Đây cái cháu cùng quê ở Vĩnh nè. Thôi thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoa nha, sang năm mới chúc tất cả mọi người và tất cả các cháu ở đây sang năm, tức là sức khỏe hơn nhiều trong cuộc sống và sự nghiệp của mình gặp nhiều may mắn và thành công nha. Đây, đây là các cháu bác Trung Hoa lấy một đoàn video thì hiện nay là các cháu lại lên kênh của Trung Hoa rồi về mở TV để làm kỷ niệm nha. Đây, các bạn nha, các cháu ở quê ở Vinh để đi cầu an sức khỏe đấy. Thôi các bạn ơi, xem video các cái đoàn video này rất mong các bạn đừng tới nha, nếu mà tới mất hình ảnh của mình á thì đến khi là nói là bác Trung Hoa thì quay là không thấy hình ảnh của mình để mà làm kỷ niệm đó nè. Thôi nha, chúc bà Nam nha, chúc cháu gái nha. Thôi chúc hai cháu nha, bà Nam mạnh khỏe nha.
giờ, hơn 10 giờ ngày 1, à, ngày ngày 20 tháng Giêng, à, các cháu ơi, này, à, con ơi, thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng, nha, đầu năm mới, rồi là chúc tất cả các cháu đây, rồi tháng năm mới mạnh khỏe nha. Này, à, chị ơi, à, cháu ơi, cho bác hỏi này, cháu quê ở đâu? Ở Quỳnh Hiếu ơi, thế cháu chắc là ở cùng quê luôn này. Ờ, à, rồi thế này, rồi các cháu ơi, các bác là sáng hôm nay á, là nhóm YouTube của các bác rất đông, nhưng mà cứ thấy nhau để đây là cái hình ảnh mới đẹp nhất ở chùa Quán, mà hơn nữa các du khách cầu ăn sức khỏe đầu năm, hơn nữa hôm nay là ngày 20 tháng Giêng rồi, nhưng mà rồi là các bác cũng lại thêm một đoạn video để mà đưa lên trên cái kênh của mình để mình lưu người tàu việc tốt ở chùa Quán này. Thôi nha, để thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng một lần nữa chúc tất cả các cháu hãy sang năm mới mạnh khỏe nha. À, các cháu ơi, nếu như mà khi được cập nhật video thì các cháu cứ xem từ từ, không rồi là nghèo mất tơi một cái là mất cái hình ảnh của mình nha. À, thôi bác chào nha. Rồi bác chào nha. Các bạn ơi, mình là hiện đại anh em YouTube của Trung Hoa thì quay các cái cảnh mới ở chùa Quán này, cho nên là cái cảnh mưa đầu xuân hai vợ chồng cái câu ăn sức khỏe lâu lắm rồi. Nó thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng chúc vợ chồng sáng năm mới mạnh khỏe nha. Rồi là trong cuộc sống gặp nhiều may mắn này, cho bác hỏi hai cháu là quê đâu? À, thầy Quỳnh Hiếu lên kênh của bác Trung Hoàng rất nhiều, mà hơn nữa là lên sóng TV để lưu cái hình ảnh của mình để làm kỷ niệm nha. Đó ra nha, một lần nữa bác xin chúc tất cả các cháu mạnh khỏe nha. À, thôi các bạn ơi, nếu xem video này, nếu mà các bạn mà xem video thì có tơi nhá, nếu mà tơi là mất hình ảnh của mình rồi, là để nói là bác cũng hoang lại quay mà lại không có video. Được rồi, bác nói đây có chỉ có cái gọi là chỉ, nhưng mà đăng thì cái để mình nhận thông báo của YouTube. Rồi đây, thôi bác chào nha. Đây các bạn ơi, đấy nha, bây giờ anh em Trung Hoàng để tiếp tục đi quay những các cái cảnh khác nha. Để các bạn thấy cái cảnh mùa xuân này, cảnh tức là mưa đầu xuân của ngày. Anh ơi, đã không đi thôi, đi quay nhiều cái hình ảnh để làm kỷ niệm nha. Đây, chào bà con ơi, anh rất vui tính các bạn ạ. Rất vui tính này. Nha, chào chị em cái câu ăn luôn lắm nha. Vâng. Này các bạn ơi, cái cảnh câu ăn đầu năm ở chùa Quả mà quê hương Trung Hoàng đây. Cháu ơi, đầu năm mới bác này, bác chúc sức khỏe các cháu sang năm vạn sự như ý nha. cháu quê ở đâu? Cháu ở Quân Phuông. Quân Phuông cũng lên sóng TV của mình nhiều rồi. Này nha, thôi thay mặt cháu TV bác Trung Hoàng. Vâng, chào chị ăn nha. Bạn ơi, thực sự là bây giờ chùa người thì cô ăn cũng bắt đầu đông, nhưng mà
là như thì là nhạt nổi to quá, nhạt nổi to quá cho nên là Thung Hoàng phải đi ra xa hơn để quay, chứ không là nhạt mà vào ở trong video á, mà nếu mà cắt nhạc á, nếu mà cắt nhạc á thì là âm thanh tiếng là không có, cho nên là Thung Hoàng phải chạy nha. Đấy, bây giờ người bắt đầu đi cầu án rất nhiều, cầu án sức khỏe đâu nắm đấy, cho nên là nhóm YouTube của Thung Hoàng bác đâu nắm, bác trao các cháu nha, chúc các cháu mạnh khỏe nha. Đây đây, các cháu ơi, cho bác Thung Hoàng hỏi đi. Này, các cháu là quê mố. Yên Thanh là ở xa nhau cháu. Ở Mà Thanh. Thế này là đầu năm mới, thay mặt nhóm YouTube của bác Thung Hoàng đây này. Cái cô trái giờ mới lấy cái kỷ niệm. Này này, thế cháu là ở xa nhau cái này, con nói rồi. Mà Thanh hả? Ba chị em của là ở cùng xa hả? Có thể thay mặt nhóm YouTube của bác Thung Hoàng nha, một lần nữa chúc các cháu này với đại gia đình của các cháu tháng năm mới gặp may mắn và sự nghiệp của các cháu thành công nha. Đây rồi, bác Trung Hoàng chào một lần nữa chào tất cả các cháu nha. Các cháu ơi, nếu xem video này á mà các cháu muốn nhận video á thì đăng ký kênh để khi các bác tải video lên thì tự nhiên là YouTube họ thông báo để cho các cháu xem để làm kỷ niệm cái hình ảnh của mình. Là hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm 2024 thì bác Trung Hoàng gặp các cháu rất là. Các cháu mở TV là sẽ có hình ảnh của các cháu đứng nói chuyện với bác Thung Hoàng nha. Đây, các cháu nha. Rồi. Thôi các bạn ơi, thực sự là quay cái cảnh ở chùa của em thì cũng không chán đâu các bạn ạ. Rất mong các bạn xem video này vui vẻ nha. Bây giờ cũng đã 11 giờ kém của buổi sáng rồi. Thế bây giờ Thung Hoàng xin gặp mọi người và các bạn tạm dừng ở đây. Rồi chiều á, ta tầm cỡ khoảng 2-3 giờ chiều của ngày 20 thì Thung Hoàng sẽ quay tiếp cho các bạn xem tiếp của cái ngày 20 tháng Giêng năm 2024 để mời mọi người và các bạn đón xem tiếp nha. Rồi một lần nữa, Thung Hoàng chúc các bạn xem video vui vẻ. Hơn nữa nếu cảm thấy cái video này, các cái cảnh vật rồi người đi cầu án và các cái cảnh đẹp nếu hay thì cho Thung Hoàng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất của kênh anh em Thung Hoàng. Để các bạn này đi đường sáu. Thung Hoàng là vợ của Thung Hoàng thời còn nên sáu người là bỏ cái nhàn luôn với các bạn này. Đấy, vẫn nhiệt tình và mặn mà để mà đi quay video cho mọi người các bạn quan tâm nha. Thì trời mưa thì đi quay cũng vất vả, nhưng mà cái cảnh này thì cũng là rất đẹp. Thế nên là anh em Thung Hoàng của bạn cái hoa rất cảnh đẹp ở chùa của em. Cái giọt mưa đầu xuân rất hay. Thôi một lần nữa là Thung Hoàng chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Các bạn ơi, đây là lời hứa của anh em Thung Hoàng. Hiện nay là đã 2 giờ kém chiều ngày 20 tháng Giêng năm 2024 đấy các bạn ạ. Tại bây giờ là có mặt ở trong kênh YouTube của Thung Hoàng là có kênh đàn luận này, rồi diễn viên Hoàng Thơ này, rồi diễn viên Bích Thời cùng với Thung Hoàng là đi quay tiếp cái cảnh buổi chiều ngày 20 tháng Giêng. Tức là trước đây á là tao bảo là 20 Tết, nhưng mà 20 Tết á là vẫn đứng là tức là hai tháng Giêng, 20 tháng Giêng, nhưng mà 20 tháng Giêng là vẫn đứng là 20 Tết các bạn. Vì ở chùa quán cái cảnh đẹp quá đi, cho nên là anh em Thung Hoàng mặn mà để quay các cái hình ảnh đẹp
để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Thì xem các video của anh em Phương Hoàng chắc chắn là hình ảnh của các bạn ở trong video của các bạn là khi video xuất hiện trong kênh Phương Hoàng tầm cỡ khoảng đến dưới 2 phút. Thì rất mong các bạn đừng có tơi nha, nếu mà tơi thì chắc chắn là hình ảnh của các bạn không thấy, cho nên thì Phương Hoàng lại nhận được những cái tin nhắn là nói là bác quay mà lại không có hình ảnh với các bạn thôi à. Cháu à, thay mặt nhóm YouTube của bác Phương Hoàng chúc các cháu sang năm mới mạnh khỏe nha. Các bác quay tiếp một đoạn video của cái ngày 20 Tết này. Đây, đâu năm mới thay mặt nhóm YouTube thế là chị em đây là quê đâu à? Quê Hợp ạ. À, Quê Hợp rồi các bạn ơi. Tức là đây là cả chị em quê ở Quê Hợp này. À, đây, nên một lần nữa thay mặt nhóm YouTube chúc chị em nha. À, tức là cái video của mình để xuất hiện là kênh YouTube để làm kỷ niệm rồi. Thế nào anh, tôi đã mời thay mặt nhóm YouTube của bác chúc chị em mạnh khỏe nha. À, đây. Đâu nhưng mà cháu mở cái YouTube để mà đăng ký mà nhận cái video của mình, mà chị em nếu mà hãy là chị em chia sẻ ở cái Facebook để mà làm kỷ niệm nha. Mở YouTube đi cháu ơi. Bây giờ thế này, đâu nhưng mới này. Thế này, thay mặt nhóm YouTube của bác Phương Hoàng, đầu năm mới chào cháu và tất cả mọi người sáng năm mới mạnh khỏe nha. Đây cả cháu là ở Quy Hợp đây. Năm mới cho đến Quy Hợp đây, các bạn thấy chưa, ở Quy Hợp mà bây giờ về chùa cổ ám ở quê hương Trung Hoàng để cầu an sức khỏe đây, cũng như bằng sức khỏe với chị hề. Sức khỏe là quan trọng, cho nên là tâm linh này, chùa rất tâm linh. Vì quê bạc là ở đấy mà hơn nữa bạc lịch làm trường kênh YouTube. Thôi cháu ơi, chắc chắn là cái chiều hôm nay là cái video của bác cháu mình là xuất hiện đầu tiên. Nhưng mà khi mà chị em xem của cái video này thì đừng có tơi nhá, tơi được mất cái hình ảnh của mình nhá. Vì tơi một cái là khi nào là bấm đỡ hoặc má của tôi, nhưng mà mình chỉ bấm tơi thì hơn mất. Mà nếu mà cảm thấy mà hay thì rửa lên mình tải về trên Facebook của mình để mà làm kỷ niệm. Nên ta đi cầu an ở chùa của em 2 giờ chiều ngày 20 tháng Giêng này. Tôi các bạn nha, đây các hình ảnh của chị em rất đẹp này, thấy nha, rất đẹp, đi cầu an này rồi thấy nha, thấy nha, thấy nha. À, mọi người ơi, nếu xem video này của Thu Hoàng và anh chị em ở Quy Hợp và kênh anh em Thu Hoàng cảm thấy hay thì cho Thu Hoàng và anh chị em ở Quy Hợp đây xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất của kênh anh em Quy Hợp và của anh chị em kênh Thu Hoàng, mọi người và các bạn nhé. Cái buổi chiều ngày 20 tháng Giêng năm 2024, nhóm anh em Phương Hoàng để gặp một chú khách đây để đi cầu sức khỏe, cầu an sức khỏe. Anh cháu ơi, thầy cháu quê đâu? Quê ở Minh Thành, Yên Thành. À, Minh Thành ở Yên Thành nhé anh thầy. Thôi thế này thôi, thay mặt nhóm YouTube của bác Phương Hoàng chúc cháu và đại gia đình của cháu sáng năm mới mạnh khỏe nha. Rồi là trong cuộc sống gặp nhiều may mắn và thành công nha. Rồi đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là cháu là tên là gì?
Đằng Cống Hoa. Đầu đằng quân. Đằng Cống Hoa. Ờ, đằng Cống Hoa. Dạ. Thế là cháu đi cái cầu an đấy của mình với nhỉ? Cháu đi với đoàn 150. Ờ, đâu cả thôi. Ờ, đúng chúa. Ờ, thôi nha. Dạ. Một lần nữa nha, bác chúc cháu tháng năm mới mạnh khỏe nha. Dạ. Bác chào nha, bác cũng ăn chào nha. Này, các con này. Ờ, rồi nè. Đầu năm mới, thay mặt nhóm YouTube của bác Cống Hoa chúc các cháu tháng năm mới gặp nhiều may mắn nha. Rồi nhất là cầu an về sức khỏe nha. Thế các cháu quê đâu? Quê ở đấy á, quê xã Minh Châu hay là quê đâu? Ờ thì thấy anh thanh bác ở quê xã Minh Châu đây mà các cháu nói quê đấy, bác thực là quê ở xã Minh Châu bác. Thôi này, thay mặt nhóm YouTube của bác cái này, để em bỏ cái năng lượng này. Đây, 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 đây. Rồi là thay mặt nhóm YouTube của bác Cống Hoa chúc tất cả các cháu này sang năm mới mạnh khỏe nha. Rồi các cháu học hết chưa? À, học hết chưa? Rồi bây giờ thì chuẩn bị là vào đại học rồi là học mấy năm nữa là trở thành một công dân, trở thành một người chuyên nghiệp. Đấy nha. Thôi nói lại đâu mới cũng chỉ bằng là sức khỏe thôi. À thôi được bác cháu các cháu nha. À, đây. À, bác cảm ơn nha. À, các bạn ơi, hãy là anh em YouTube bây giờ tiếp tục nha. Đây, đi kể tiếp Cống Hoa là diễn viên Hoàng Khơi này, rồi diễn viên Bích Khơi này. Còn có cánh đằng luôn thì đứng ở phía sau này. À, mời mọi người và các bạn đón xem tiếp nha. Cái cảnh đầu xuân, tức là cái cảnh bây giờ là tầm cỡ khoảng 2 giờ chiều ngày 20 tháng Giêng năm 2024. Các bạn thấy cái cảnh mùa xuân đẹp không? Ở chùa quá mà quê hương Cống Hoa với mọi người các bạn. Đây, sáng năm mới nha, rất mong tất cả mọi người xem video vui vẻ. Hơn nữa là nếu như thấy các bạn thay mặt nhóm YouTube Cống Hoa chúc tất cả mọi người sáng năm mới cầu an sức khỏe mọi người các bạn nha. Các cháu ơi, các con ơi, này bây giờ mà đội công mà đi cầu an ở chùa quá mà thì có điện thoại nhét thật nhiều nha, để lấy cái hình ảnh đại diện của cái hình ảnh mà anh em mình đi cầu an sức khỏe chưa quá nha. À, thế các cháu quê đâu? Các cháu quê đâu? Nguyên Thành đây. À. Nguyên Thành nhưng mà xa nào cháu? À, Nguyên Thành. Mình bây giờ chiều hôm nay là đi cầu an sức khỏe rất nhiều cháu cùng ở với các bạn trai nha, phải không? Anh em các cháu ơi, nếu như các cháu muốn cập nhật được cái video của mình giữa bác Cống Hoa với các cháu đấy để mà xem để làm kinh nghiệm á, thì các cháu mở YouTube á là đăng ký kênh đi, rồi nếu mà xem video này mà hãy ghép các cháu tải lên Facebook để mà làm kinh nghiệm nha. Rồi nha, rồi bác chào tất cả các cháu nha. À rồi, nhưng mà khi mình để xem video là đừng có tơi là vì riêng cái này anh chơi là tầm cỡ khoảng 2 phút mà các cháu chỉ bấm tuyệt một tiếng hơn quá chẳng thay là lần thứ 2, thứ 3 mình biết cái đoạn của mình ở đâu nó thứ tơi để đó nha. Rồi một lần nữa chúc các cháu sáng năm mạnh khỏe nha. Cháu gái nha. Rồi nha. Các bạn ơi, thế là Tết của năm 2023 vừa nghĩ là ngày 20 tháng Giêng rồi các bạn ạ. Anh nha, các bạn nha. Rồi mời mọi người các bạn đón tiếp nha. Các bạn ơi, bây giờ chùa quá, bây giờ nổi nhạc nên Cống Hoa phải nói to hơn để hát cái nhạc không thì vi phạm bản quyền. À, đây là giờ các bạn đi cầu an đầu năm này. À, các cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube của bác Cống Hoa để lấy một số hình ảnh của chị em, tức là của anh em đi cầu an đầu năm. Làm thế nào sức khỏe của bản thân của gia đình cho được tốt thầy chị hay? Đây, chị quê ở đâu? Quê
Vĩnh Liên. À, Vĩnh Liên, Vĩnh Liên, Vĩnh Châu mình. Anh ơi, các cháu ở đây, nếu như tấn công để cho câu án là chua quá, bác Trung Hoàng cũng đồng ý các cháu lên chủ tịch như anh nhá, chú cháu nhá, chủ tịch như anh để mà làm cái kỷ niệm đầu năm hay cháu ơi. Ở đây, đây là bàn trái này, bàn trái đang chụp ảnh cho bạn gái đấy các bạn này. Này đẹp đấy, chụp ảnh cứ thế với cháu nhá. Vâng, anh nhá, thay mặt nhóm YouTube của bà Trung Hoàng chúc cháu này về là bạn gái của cháu sáng năm mới mạnh khỏe nhá. Đây, thôi bác bắt tay bạn gái thì tí nào. Đây nha, mình rồi này, thôi bác chụp cái nha. Đây nha các bạn nha, bây giờ Trung Hoàng sẽ chụp ảnh đại diện của các bạn ở Vĩnh Liên để đưa ảnh lên video các bạn nha. Các bạn ơi, đây là đầu năm mới, Trung Hoàng và anh em YouTube để quay lại những cái cảnh ở chùa Cầu Am. Chào anh, để lấy những cái cảnh chùa Cầu Am hơn nữa là người đi cầu ăn sức khỏe đầu năm đấy các bạn ạ. Các bạn, cháu ơi, cho bạn Trung Hoàng bắt tay đầu năm chúc các cháu. Để các cháu quê đâu cho bạn khỏi tiếng Anh. Bạn nghe ai nè, có tiếng nghe xe hoa phải không? Thay mặt nhóm YouTube của bạn Trung Hoàng chúc tất cả anh em sang năm mới mày khỏe nha. Vâng rồi, có một chỗ gà đây, tức là này một chương trình bính về, nhưng mà hôm nay thì cũng đúng với là phi đoàn của cựu chiến binh như tôi là ở thị xã Thái Hòa. Vâng vậy đây. Gặp chiến đội. Cái gì gặp đồng đội hay. Tôi thay mặt nhóm YouTube của bạn Trung Hoàng rồi là chúc anh và tất cả mọi người đi cầu an gặp nhiều may mắn và sức khỏe nha. Năm 2024 đấy. Cái này anh nếu mà có điện thoại về mở trên YouTube về cái chữ Trung Hoàng là anh em mình nói chuyện với cháu đấy để làm cái kỷ niệm nhá. Rồi, chào anh nha. Đây, các bạn nha. Ở Thái Hòa về đây cập nhật đây. Rồi, quay đi cháu. Đây, này, một lần nữa. Bác chúc cháu nha. Tháng năm mới, tức là mạnh khỏe nha. Thế là cái hình ảnh của cháu đã xuất hiện ở trên kênh YouTube của bác Trung Hoàng rồi đấy nha. Đây, cháu đây là mấy tuổi đấy con? Mấy tuổi đấy? Con 6 tuổi hay. Thế là học lớp 1 đấy hay. Là chưa năm mấy hèn rồi đấy. Hèn đến mấy đấy nè. Đây thôi bác chúc cháu mạnh khỏe nha. Đây. Đây các cháu luôn ở trên hoa cả nha. Thôi rồi bác chào nha. Đây là video cái hình ảnh của các cháu là xuất hiện ở trên kênh của bác Trung Hoàng rồi nha. Thôi rồi một lần nữa bác chào nha. Các bạn ơi, đây cái hạt mưa xuân đầu tiên mà Trung Hoàng của mọi người đi cầu an sức khỏe này. Chào anh, đây chào anh quê ở đâu anh? Đăng ký là cái này, thay mặt nhóm YouTube của bạn Trung Hoàng, tức là chúc tất cả mọi người đi cầu an đầu năm hơn là để gặp anh đây, thay mặt nhóm YouTube chúc anh sang năm mới mạnh khỏe an lành nha. Vâng. Không, các bác quê ở đây nhưng mà làm YouTube để đưa những cái hình ảnh đẹp, người tốt việc tốt ở trong chùa của em để làm kỷ niệm thôi. Vâng, để chào anh nha. Vâng. Đúng là cái cảnh mùa xuân đầu năm 2024 tuyệt vời không, ở chùa Quả mà này. Bây giờ là hơn 2 giờ buổi chiều ngày 20 tháng Giêng năm 2024 đấy. Nên Trung Hoàng đi quay các cái cảnh
mà hơn nữa là cái cảnh mùa xuân, cảnh mưa đẹp của mọi người các bạn, cái cối đấm trôi ngày lộc của mùa xuân. À các cháu ơi, cho bác bắt tay thì chúc các cháu đầu năm mới mạnh khỏe nhá. Thế cháu quê ở đâu? Quê Quỳnh Lưu. Đây là bạn gái hay là thế nào đây? À thế vừa à, thế là các cháu có gia đình rồi thì để các cháu mấy cháu rồi. Hai cháu rồi. À thôi cũng là một lần nữa. Thay mặt nhóm YouTube bác chúc gia đình nhỏ của các cháu là có nhiều sức khỏe nha. Đây để bác cháu nha. Rồi. Các bạn ơi, ở cảnh đầu xuân ở chùa Cầu Ám có đẹp này. Bây giờ người đi cầu án này, cầu án sức khỏe đầu năm quá tuyệt vời mọi người các bạn thấy. Đây, tức là đấy có những hạt mưa đầu xuân đây này, có hạt mưa đầu xuân quá tuyệt vời. Mà bây giờ người đi cầu án cũng rất đông. Đây cái này mới ra. À hai chị ơi, cái này thay mặt nhóm YouTube của bác Cung Hoàng nha. Chúc hai chị đầu năm mạnh khỏe nha. Hai chị đây là quê đâu? À Tân Kỳ. Thế là Tân Kỳ thì lên cái sóng TV ở trên kênh anh em Cung Hoàng rất nhiều. Tân Kỳ xuống đây của hai chị em mà hay là của ngoại nữa. Hãy đứng đâu không? Rồi ra một lần nữa kính chúc tất cả chị em này, rồi là thay mặt nhóm YouTube chúc hai chị em với đại gia đình của ta tháng năm mới cầu an sức khỏe nhá. Này nếu xem video này các bạn kia mà bác Cung Hoàng làm phim xong rồi là có hình ảnh của ta đây thì cứ xem từng huy từng tí đừng có tới nha, lần đầu đừng có tới nha, tới là quá hình ảnh đẹp của mình đi cầu án là chùa quán nha. Thôi bác chúc chị em mạnh khỏe nha. Đây thôi chào tất cả hai chị em nha. Đây các bạn nha. Đây bây giờ Cung Hoàng sẽ đi xem để quay những cái cảnh mới khác ở chùa quán này nha. Các bạn xem tiếp nha. Này. Này mọi người ơi, giờ vào ở cổng chính ở chùa của Ám á thì đúng là nhạc nổi rất to rất nhiều, cho nên Cung Hoàng phải nói to hơn để hát nhạc không bị vi phạm bản quyền mọi người các bạn nha. Đấy các bạn trẻ này, rồi là người dân đi cầu án năm 2024 mà hôm nay là ngày 22. Các cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube của bác Cung Hoàng nha, đầu năm mới chúc các cháu sang năm mạnh khỏe nha. Năm nay mạnh khỏe nha, sang năm mới thì các cháu chị em đây là quê ở đâu? Tân Kỳ à? Dạ. Là Tân Kỳ rất nhiều. Dạ. Thôi một lần nữa bác chúc các cháu và đại gia đình của các cháu luôn gặp may mắn và cầu an sức khỏe nha. Vâng, rồi bác cháu nha. Đây, Cung Hoàng cùng đây. Đây. Thôi các cháu về đăng ký kênh để xem video của mình nha. Đây nha, các bạn nha. Các bạn ơi, thế là đi với Cung Hoàng là hai chị em quê ở Tân Kỳ đây này. Đây, thì cầu ăn đầu năm mới đấy, nhưng mà hôm nay là cũng là ngày 20 Tết năm 2024 rồi. Thế là tập đi đoàn ở trung chùa quá mày. Thế giờ hai cháu thấy cái hình ảnh của mình hơn rồi là cái ngày đi cầu ăn ở chùa quá thì các cháu có thấy tâm nguyện như thế nào không cháu? Cái thoải mái thầy. Không chỉ bằng sức khỏe thầy. Đây thầy nghe các bạn nghe hai cháu nói hay không? Từ cái đầu năm mới. Thôi nha, một lần nữa kính chúc nha. Con thầy gia đình một năm mới bình an mạnh khỏe nhá. Tôi được bà cảm ơn nha, nhưng mà cháu ơi, về xem video được cập nhật khi mà để đăng cái rồi được cập nhật đi. Cứ xem từ từ đừng có tới nha. Nếu mà tới là mất hình ảnh của mình, cái là vì một cái video là dài hơn tiếng cơ.
À, cho nên là nếu mà tơi là mất hình ảnh của mình rồi là cuối cùng rất nhiều bạn nhắn tin là tại sao mà bác Trung Hoàng quay mà lại không thấy hình ảnh. Để mà làm kỷ niệm nha. Thôi được. Thôi được một lần bác chúc cháu mạnh khỏe nha. Rồi, rồi. Các bạn ơi, bây giờ Thông Hoàng về ạ, bên nhóm YouTube đến để thắp hương cầu an đầu năm các bạn nha. Đây, đây này, bây giờ thì nói thắp hương cầu an sức khỏe đầu năm đấy các bạn này. Đây này, các bạn thấy thấy tuyệt vời không? Đây, sức khỏe không chỉ còn có người này, sức khỏe đây là có cái đàn luận luyện truyền đến Hoàng thơ. Vì cái thời, một vợ của Thông Hoàng đến thắp hương để cầu an đầu năm đấy. Ba hai chị biến một bộ cánh cực lớn các bạn ha. Đấy, thôi một lần nữa thay mặt cho đồng chí chúc tất cả mọi người tháng năm mới mạnh khỏe nha. Nếu như mọi người mà chưa có điều kiện đến thắp hương cầu an sức khỏe ở chùa Cổ Am thì rất mong các bạn hãy cố gắng và chút thời gian đến nha để thắp hương cầu an sức khỏe cho bản thân và gia đình mọi người các bạn nha. Để các bạn thấy cảnh đầu xuân ở chùa Cổ Am quê hương Trung Hoàng có đẹp mọi người các bạn. Đấy, tức là người đi thắp hương cầu an đầu năm đấy, mong sức khỏe cho bản thân và gia đình, chuyên môn được khỏe mạnh như các bạn ơi. Đấy, các bạn xem video ở quê hương Trung Hoàng mà ở chùa Cổ Am, tức là khách đang đi cầu an sức khỏe đầu năm đấy mọi người các bạn. Vì hôm nay là cũng là 20 Tết rồi, nhưng mà cái sức khỏe thì không kể lúc nào ở trong năm hoặc đầu xuân thì các bạn nếu mà chưa có điều kiện để quay để thắp hương thì mời mọi người các bạn để chủ làm ở quê hương Trung Hoàng để cầu an sức khỏe nha. À chị ơi, thay mặt nhóm YouTube của bác tức là đầu năm mới chúc gia đình ta chúc anh sang năm mới mạnh khỏe nha. Này, hôm nay bác Trung Hoàng là quay một số cảnh đẹp thắp hương cầu an sức khỏe ở chùa Cổ Am ở quê hương Trung Hoàng. Thôi một lần được kính chúc anh chị. À, anh chị quê ở đâu? À, Nghệ An nhưng mà ở Hiền Thọ. À, Hiền Thọ, Hiền Châu mình đấy. À, thôi nha, rồi bác Trung Hoàng chào chị nha. À, chúc chị mạnh khỏe nha. Vâng, thôi. Đây các bạn ơi, đây ở chùa Cổ Am đấy. Tức là hiện nay là cùng người đi cầu an đầu năm. Vì có những người là ở xa hoặc là có điều kiện bây giờ mới đến để mà cầu an sức khỏe được. Chứ không phải là lúc nào cũng như lúc nào là cứ nhắm cái ngày có định cái cầu an đâu. Cho nên mong mọi người và các bạn đón xem các cảnh thắp hương cầu an ở chùa Cổ Am những cái ngày bước vào xuân năm 2024 mọi người các bạn nha. Rồi. Các bạn nha, các cái cảnh đầu năm người dân đi thắp hương cầu an sức khỏe này. Đấy, các bạn thấy cái cảnh tâm linh ở chùa Cổ Am quê hương Trung Hoàng thấy tuyệt vời không? Này nha, giờ Trung Hoàng đây này. Đây là phó kênh YouTube của Trung Hoàng này. Rồi là ở bên kia là anh và chị là quê ở Dần Thò đi thắp hương đấy. Đi thắp hương cầu an. À, bây giờ chị ở Dần Thò là bây giờ đứng bỏ vào cái hòm cái hộp cống đức ở nhà chùa đấy này. Đây, thôi thì rất cảm ơn chị nha. Rồi đầu năm nay chúc chị một lần nữa nha, là khỏe mạnh sức khỏe nha. Rồi mời mọi người đón xem tiếp nha. Đây các bạn ơi, đầu xuân năm mới
Rồi bây giờ chị lớp cuối ở dân hò quán bàn của chị gọi lớp quê đâu? À cũng dân hò hay dân hò quê khác à hay. Này, này bây giờ xe của khách cũng biết ở xa ở gần mà bây giờ yếu tố đến để thắp hương cầu an sức khỏe đầu năm đấy các bạn ạ. Này, mời mọi người và các bạn đón xem tiếp du khách đi cầu an đầu năm nha. Đây, anh ơi, đây thay mặt nhóm YouTube của bạn Trung Hoàng, vâng. Đầu năm chúc anh và các chị sang năm mới mạnh khỏe nha. Các bạn làm YouTube để quay những cái hình ảnh đẹp người dân đi cầu an đầu năm. Đây là cầu an sức khỏe đầu năm. Đây là anh với chị ở xã đây là quê ở đâu ạ? Dân Châu này. Dân Châu nhưng mà xa nào? Dân Châu thì lên ở cái sóng TV ở kênh của bạn Trung Hoàng rất nhiều. Này nè. Cháu nha, cháu bao nhiêu tuổi rồi? 14, chắc là đứng học rồi. Vâng, thì chào anh nha. Đây, đầu năm mới. Kính của các bác là kính hội cựu chiến binh. Mà lại đi quay những cái hình ảnh người tốt việc tốt để đưa lên đưa lên ở trên kênh YouTube để làm kỷ niệm. Quay mua được. Đây, nghe nha, đây. Thay mặt cả YouTube của bác chúc cháu và đại gia đình và tất cả anh em đây sang năm mạnh khỏe nha. Vâng, tôi được bác cháu nha. Bạn ơi, đây Trung Hoàng và Bình Thời. Đây, này nha, đây các bạn nè, các bạn đón xem nha. Đây, tức là các anh chị ở quê ở Dương Thọ đấy này. Bây giờ đi thắp hương đầu năm để cầu an sức khỏe này. Này, này tức là để Trung Hoàng hỏi hai chị ở trong cái nhóm của chị Dương Thọ. À chị ơi, thế là chị ở Dương Thọ đấy. Dương Kỳ thì ở số mấy chị ơi? Hạnh Dương Kỳ là đóng sọc không này? Nhiều thôn à? Ở cô là cùng rồng. Tạm thôn à? Ở xã Minh Châu đây 11 mà. 11 rồi. Thôi một lần nữa, đầu năm mới kính. Đúng rồi, các bạn là kính hồi cựu chiến binh. Công an hả? Tức là ở quân đoàn, tức là hồi là ở quân khu 4. Rồi là bác làm ở bên công tác thì còn cái quay phim thì chụp ảnh là 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi này. Cho nên hôm nay là YouTube, cho nên YouTube thì Google là nó đã chấp nhận cho là cái kênh hồi cựu chiến binh, cho nên đã đi quay video là mặt tôi này, không là vi phạm. Thôi nha, để chào chị nha. Có cái bác ở dình kỳ mọi hôm là đưa cái mic này rồi là cho ba để mang để mình nói chuyện cho rõ mà. Thế là đến khi là quấy lấy là ba mang gọi là bơ hương bơ nhiệm kỳ thôi nha cháu nha. Hoàng nha, một lần nữa nha, chúc cháu mình vậy nha. Đây mọi người các bạn ơi, thấy cái cảnh thắp hương cầu an đầu năm tuyệt vời không các bạn? Bây giờ Trung Hoàng sẽ đi lên ở các cái điểm cao hơn. Vâng, chào chị em. Cháu ơi, đầu năm mới thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng chúc hai cháu sáng năm mạnh, đầu năm mạnh khỏe nha. Rồi là làm thế nào phấn đấu sự nghiệp của mình, tức là gặp nhiều may mắn và thành công. Thế hai cháu đi quê ở đâu? Cháu ở Nghệ An ạ. Ở Nghệ An thì lên sóng TV, lên kênh của bác tuyệt vời nè. Hôm nay thì cầu án ngày 20, tức là chiều 20 thì hai cháu có cái tấm nguyện gì ở chùa Khóa không? Để nói với bác Trung Hoàng nghe với. Cháu có sức khỏe, chủ yếu tức là ba con này con đầu con đang học đúng rồi, ai cũng biết câu máu rồi cháu ạ. Nha, thôi nha, một lần nữa thay mặt nhỏ YouTube của bác Trung Hoàng bắt tay rồi chúc hai chị theo đi câu án sức khỏe đang mình chú đạt thì mình đạt nhiều cái nó mong muốn nha. Vâng thôi một lần nữa bác cháu nha. Thôi bác cháu nha. Đâu năm mới này,
đâu nó mới thấy mặt nhỏ YouTube với bạc chúc cháu này với đại gia đình ta thân nó mới mày khỏe nha. Đây cái đó là quan trọng cái câu hỏi này. Con là mày khỏe đây. Cho khỏe với gia đình may mắn gặp cho may mắn nha. Đây cháu quê đâu? Người Đan thì lên là trên kênh YouTube rồi đến sóng TV của bạc nhiều lắm. Đây là phó kênh đàn người lên học bài này. Thôi bây giờ Thông Hoàng sẽ đi các cái điểm mới khác hơn để mong mọi người các bạn xem tiếp nha. Rồi bây giờ kênh YouTube của anh em Thông Hoàng đứng là trong cái cảnh buổi chiều ngày 20 tháng Giêng năm 2024. Rồi được rồi. Đấy, mời các bạn đoàn xem tiếng này em ơi Luân ơi. Em chuẩn bị để nó chỉ đó nha các bạn ơi. Xe ô tô của du khách thì cầu án sức khỏe đầu năm này. Đây các bạn xem. Thế là bà công an đầu năm gặp chị em. Rồi là chúc chị em đầu năm mạnh khỏe nha. Bà khai mặt nhóm YouTube của cái ngay nhanh Tung Hoàng. Để gặp các cháu đấy, các cháu là quê ở đâu? Tên là Quỳnh Lưu đấy. Quỳnh Lưu đây. Thế là các cháu vào đây bằng phương tiện ô tô à? Thế tuyệt vời rồi. Thế là các cháu rất may mắn là gặp bác Tung Hoàng để được cái hình ảnh cái cầu án đầu năm. Đây, một lần nữa, thay mặt nhóm YouTube của các anh của Tung Hoàng chúc tất cả mọi người và các cháu ở đây đây là sáng năm mới mạnh khỏe nha. Đây nha, tôi được bác chào nha, chào tất cả các cháu nha. Rồi. Bạn ơi, đây tức là phó kênh đàn Luân này, rồi là Thông Hoàng là trưởng kênh, rồi là đang tâm sự chuyện trò với các cháu ở Quỳnh Liêu này, các cháu Quỳnh Chi cái này là Quỳnh Chi này, Quỳnh Minh Quỳnh Liêu, đấy nha, đây là các cháu về nhớ tức là mở trên YouTube nha, rồi là viết chữ Thông Hoàng là hình ảnh cái dấu của các cháu là được cập nhật lên TV rồi điện thoại bình thường nha, này. Rồi các cháu nha. Rồi, một lần nữa Thông Hoàng chào tất cả mọi người nha. Các bạn ơi, đây bây giờ nhóm YouTube lại gặp các cháu ở Quỳnh Liêu này. Đây thôi đây nha, thế là cái đoạn video này là bác Thông Hoàng để đưa cho các cháu làm kỷ niệm nha. Đây nha. Thôi một lần nữa nha, thay mặt nhóm YouTube Thông Hoàng chúc tất cả các cháu sáng năm cầu an sức khỏe nha. Đây nha rồi nha. Thôi đây này bây giờ Thông Hoàng sẽ đi một đoạn. Đây đã đi đây, các cháu đi với bác Thông Hoàng đoạn này, các cháu đi từ từ này. Đi từ từ để xuất hiện các cái hình ảnh của các cháu ở trên TV nha, ở trong kênh của ở trên TV luôn nha. Đây các bạn ơi, đây bây giờ Thông Hoàng với các cháu ở Quỳnh Liêu này, đây ta đi vào để ta tập hướng này. Đây các bạn này, thấy đây các cháu ở Quỳnh Liêu này, thấy đẹp không? Cũng chỉ bằng sức khỏe hay đầu năm mà đi cầu an sức khỏe thì quá tuyệt vời rồi. Đây, đây chuẩn bị là ta đến nơi tập hướng chỗ này các cháu ơi. Đến cái chỗ này vì bác Thông Hoàng là quê ở đây mà. Này đến tập hướng cầu an này này, cầu an sức khỏe đấy mọi người các bạn này. Này có tuyệt vời không? Đây các bạn thấy hôm nay thay mặt nhóm YouTube của bác Thông Hoàng một lần nữa chúc tất cả các cháu sáng năm mới gặp may mắn và sức khỏe trong cuộc sống bình an nha. Này đây cháu nhà của cháu đẹp không? Tuyệt vời nha. Thế là lưu các cháu về mở trên YouTube nha, rồi là viết cái tên của bác Thông Hoàng nha, để mình đoạn xong cái video của mình để làm kỷ niệm nha. Rồi là nhưng mà các cháu về nhớ nha, thì mở điện thoại là đăng ký kênh để các bác làm phim cả lên được cập nhật thông báo cho mà nha. Nếu mà không đăng ký là không tìm được ra đâu nha. Rồi cái rồi tất cả chào tất cả các bạn nha.
là 20 Tết mà bây giờ Thung Hoàng lại quay trực tiếp. À, Phật tử là cũng quay ở Diên Bàn à? À, nhưng mà Phật tử cũng quen ai ở Diên Thịnh đúng không này? À, Diên Thịnh là có cái ba Hương cũng nhiều tuổi như bác á. Ba Hương. Giáo viên đúng không? Hả? Giáo viên đúng không? Không, không. Ba Hương á. Ba Hương là ở Diên Thịnh. Là mọi hôm là các bác đưa cái mic này là gắm ở lỗ áo đấy này, mà bác cứ nói là người đâu mà chưa tìm ra để xuyên cái mic. Rồi con này thay mặt nhóm YouTube của bác Thung Hoàng nha, đâu nó mời nha, rồi là chúc Phật tử nha. Đây, chúc Phật tử này với cháu cũng ở Diên Hoa nè. Đây tháng năm mới rồi, cầu an sức khỏe nha, mọi sự như ý nha cháu nha. Rồi bác Thung Hoàng chào Phật tử với chào cháu nha. Đây rồi các bạn là xem các cái đoạn video ngắn của anh em Thung Hoàng quay cho mọi người và các bạn biết cái khung cảnh ở chiều ngày 20 tháng Giêng năm 2024 mọi người các bạn nha. Hay là đứng trước ổng kính quay phim của Thung Hoàng là có một chú tức là lái xe đưa đoàn đi cầu ăn. À, bác chào cháu nha. Chào bác. Đây cháu là chính xác là quê ở đâu? Quê Quỳnh Lưu. Quê Quỳnh Lưu hả? Nhưng mà Quỳnh chứ cháu? Quỳnh Thanh Quỳnh Lưu. À, Quỳnh Thanh Quỳnh Lưu. À, cháu ơi, tức là cháu bà hỏi cháu tên là gì? Cháu tên là Phan Văn Thế. À, Phan Văn Thế. Thế là cháu đưa chị em vào đây để cầu ăn ở Quỳnh Lưu vào đây thời gian có định 30 phút đúng cháu? Vào đây khoảng 1 tiếng ạ. À, 1 tiếng ở Quỳnh Lưu. Cầu an cầu chiên. À, cầu an cầu chiên. Đây, thầy các bạn nha. Thầy mọi người. À, cháu tên là gì thầy? Phan Văn Thế. Cô tên này, thế là cái hình ảnh của cháu Phan Văn Thế là cùng với bác Thung Hoàng trưởng kênh YouTube để làm cái kỷ niệm thỉnh thoảng mở lên TV mà nhớ cái ngày hai bác cháu ta tâm sự đâu lắm nha. Ở đây thôi đưa một lần để chào tất cả các bạn nha. Này thôi, mọi người các bạn ơi, thế bây giờ Thung Hoàng sẽ đi gặp những khách khác để chúc người ta đâu lắm nha. Đây nha. Rồi nha. Các bạn ơi, rất là cái cảnh cầu an ở chùa Cổ Am quê hương Thung Hoàng như vậy đấy. Đây bây giờ là xe ô tô này chở khách này. À, chào cháu. Đây này, thay mặt nhóm YouTube của bạn Thung Hoàng nha, quay những cái hình ảnh đẹp của người thì cầu an đầu năm, thì bây giờ thay mặt nhóm YouTube của bạn Thung Hoàng để lấy những cái hình ảnh đẹp thì bây giờ là hai cháu được xuất hiện ở kênh YouTube của bạn Thung Hoàng rồi, là về mở TV để mà xem cái hình ảnh mình thì cầu an của buổi chiều ngày 20 tháng Giêng năm 2024 nha. Dạ. Thế cháu quê ở đâu? Dạ, con từ Bắc Phước. Quân xuống đây cũng tương đối không chỉ bằng sức khỏe thôi. Dạ. Cái chùa của em đây là ở quê hương bạc Thung Hoàng rất tâm linh thế này. Dạ. Hầu như ngày nào cũng có, nhưng mà từ giờ cho đến 30 Tết thế này là khi nào cũng có. Thôi nghe cháu nha. Dạ. Đây là trong à, anh ơi. À, thế là một lần nữa cũng là thay mặt nhóm YouTube của bạc Thung Hoàng, tức là chúc gia đình nhỏ của cháu sáng năm gặp nhiều may mắn và thành công như là sức khỏe nha. Vâng thôi được. Vâng thôi lần nữa tức là thấy mặt nhỏ đây trong kia là phó cái này rồi là diễn viên của bác trong có nhiều. À, rồi bác chào cả cháu nha. Đây không đây cháu này. À, các cháu này thì bác quê hương của bác ở chùa Quảng đây, cho nên là các bác làm phim ở chùa Quảng đây mục đích là lấy tin hình ảnh người tổ việc tổ để đi cầu an đầu năm, mà cái cầu an sức khỏe cho gia đình cho bản thân
đây đấy nhá, các cháu nha, thế là về để mà xem cái video của mình để mà làm kỷ niệm, nếu như mà hay thì cháu tải lên Facebook của mình để mà ứng xem khi mà xem để hai vợ chồng nhỏ đang đi cầu ăn đầu năm cho các bạn nè. Đây các bạn thấy không, ở mãi trên Cồn Cuống đấy, tức là thị trấn Cồn Cuống với cháu hay ở đây thị trấn Cồn Cuống này. Vâng, chúc các bạn sáng năm mới cầu an sức khỏe đây này. Đây các bạn thấy không, cái cảnh ở chùa Cổ Am ở với Trung Hoàng ấy, nếu như bạn nào chưa có điều kiện đến để cầu an sức khỏe thì rất mong các bạn đến thắp hương cầu an sức khỏe với anh chị em của Trung Hoàng cũng như các bạn tất cả mọi người đang đi cầu an này các bạn nhá. Đây bây giờ Trung Hoàng sẽ đi quay cả cái điểm khác, mong mọi người và các bạn đón xem tiếp cái cảnh cầu an của chiều ngày 20 Tết, ngày 20 tháng chưa. Đây bây giờ Trung Hoàng đang đi đến các cái điểm khác để quay những cái điểm hay hơn để mời mọi người và các bạn ở xem nha. Các chị em ơi, đâu nó mới thay mặt cho YouTube của bà Trung Hoàng chúc anh chị em sang năm mới mạnh khỏe nha. Sức khỏe nha. Ở đây. Vâng, thế đấy là hình ảnh của các cô chị em lại xuất hiện ở trên kênh YouTube của bà Trung Hoàng này nha. Anh này là anh của chị là quê đâu? Ở Dinh Châu ở xa nào anh? Ở Dinh Mì khách sạn cùng nhiều đoàn lên ở trên kênh của bà Trung Hoàng. Các bạn chuyên môn lực phím ở chùa của anh. Đây đây, chào anh chị nha. Vâng, đây chào anh chị nha. Đây. Đây nha, mời mọi người các bạn xem tiếp nha. Các bạn ơi, cái này là cái cảnh mà ở chùa Cổ Am thì chắc chắn mọi người và các bạn đã xem các cái video của anh em Trung Hoàng chắc chắn đã hiểu và đã rõ rồi, nhưng mà thực sự là bây giờ là cũng hơn 4 giờ chiều ha. Rồi bây giờ Trung Hoàng sẽ sáng ở cái điểm chụp ảnh bên này để chụp mấy bộ ảnh để làm hình ảnh đại diện video của nhóm YouTube anh em Trung Hoàng nha. Đây các bạn thấy đây là các cái hoạt động của Phật tử này ở tại chùa Cổ Am này rất đầy đủ này. Đây để sáng người ta chụp mấy cái cảnh để mà mấy cái cảnh đẹp của diễn viên ở trong kênh Trung Hoàng để làm hình ảnh đại diện nha. Đây đừng hết là cái cảnh chùa Cổ Am này anh nha. Đây các bạn ơi, tức là cái chùa Cổ Am á, nhìn ở trong các cái video của anh em Phương Hoàng thì các bạn thấy người đi cầu an lẻ tại nhiêu đây. Đây các bạn đoán xem những cái cảnh tiếp theo nha. Đây các bạn thấy quá tuyệt vời không. Đây các bạn thấy cái cảnh chùa Cổ Am đây, tức là khi mà du khách đến á thì bây giờ có hương của nhà chùa này, có hương nhà chùa này, rồi là có lửa đốt này đầy đủ. Nếu như du khách mà đi cầu an á thì làm thế nào mà đến ở chỗ này để mà thắp hương này, rồi là đến ở đâu kia cắm hương, rồi là bái phục, tức là để sức khỏe của mình sáng năm gặp nhiều thuận lợi, nhất là đối với sức khỏe đầu năm các bạn nha. Đây mọi người ơi, tức là Trung Hoàng đi quay cái cảnh ở buổi chiều, rồi là du khách đang đi thắp hương cầu an sức khỏe đấy. Cháu ơi, cho bà Trung Hoàng hỏi đi, cháu quê ở đâu? Cháu quê ở Nghệ An. À Nghệ An, nhưng mà Nghệ An ở huyện nào? Ở Vinh thì lên trên sóng TV của bác trên kênh Trung Hoàng rất nhiều. Yeah. À này, thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng là quay phim ở đây, tức là chúc hai cháu sang năm mới gặp nhiều may mắn, nhất là sức khỏe nha. Cảm ơn khán giả của kênh YouTube Trung Hoàng.
Đúng không? Ờ nha. À, rồi. Thế một lần nữa chào hai cháu nha. Rồi thay mặt nhóm YouTube đầu năm chúc tất cả mọi người mạnh khỏe nha. Đây bây giờ đây nha. Cháu ơi, cháu quê ở đâu? Cháu ở Vĩnh ạ. À Vĩnh ạ, thầy lên cho bác một tay chúc cháu sang năm mới gặp nhiều may mắn như là sức khỏe nha. Dạ. Rồi là qua cháu cho bác gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến đại gia đình và người thân của cháu nha. Đây, cháu ơi, cháu về khi mà đăng ký cái người được cập nhật video của mình để mà xem mà làm kỷ niệm, nhưng mà cháu đừng có tới nha, vì cái video rất dài. Lần đầu với lần thứ hai thì cháu tới không được nha. Đây này, đâu năm mới này. Dạ. Cháu là quê ở Vinh. Dạ. À, rồi là thay mặt nhóm YouTube của bà Trung Hoàng chúc đại gia đình và như là cả cháu mạnh khỏe nha. Dạ. Đây cháu bạn trai ơi. Đây. Đây nha. Đây là hình ảnh của cháu là được lưu ở trên cái kênh YouTube của bà con. Dạ, của bà Trung Hoàng nha. Rồi là để làm hình ảnh cảnh đại diện mà làm kỷ niệm của mình nha. Dạ. À rồi bà cháu nha. Rồi. Các bạn thấy đầu năm mới, tức là hôm nay là ngày 20 tháng Giêng này, mà các du khách quê ở Vĩnh này, rồi ở kể cả quân cuốn xa mà đến đầu năm cầu an sức khỏe. À, cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng, đầu năm mới, tức là hôm nay là cũng 20 tháng Giêng rồi, nhưng mà cũng chỉ bằng sức khỏe cháu ơi. À, cháu ơi, cho bà hỏi tí này, đấy, cháu cùng quê ở Vĩnh à? À đây, sáng năm mới, thay mặt nhóm YouTube bác Trung Hoàng chúc cháu và đại gia đình của cháu sáng năm mới mạnh khỏe nha. Đây, dạ, các cháu thế nào? Ở quê ở đâu? Dạ, cháu quê ở Nghệ An. Ở Nghệ An. Dạ. Nghệ An thì lên ở cái sóng TV của bác rất nhiều. Dạ. Với bác về cắt ghép video này, rồi là dừng phím dừng cài để cái ngày cầu án này. Này, thay mặt nhóm. Đây, các bạn ơi, đây tức là các cháu ở Nghệ An này, rồi ở đâu này? Ở Vĩnh này. Dạ. Đây, tức là khắp nơi, tức là xa gần này đều đây đều có mặt để cầu án đầu năm, làm thế nào sức khỏe của bản thân và gia đình hay đang được toàn vẹn hay như là đầu năm. Đấy, mong muốn nhất của bác Trung Hoàng là chúc các cháu là sáng năm mới mạnh khỏe, hơn nữa trong sự nghiệp cái công việc của mình luôn luôn gặp thành công và các cháu nha. Đây đây hết. Đây các cháu đi với bà Trung Hoàng một đoàn, người ta lấy cái hình ảnh đoàn với giáo dài hơn này. Đây các bạn ơi, tức là đi với bà Trung Hoàng là các cháu đi cầu an như các cái quê hương ví dụ Quỳnh Lưu này, rồi Vĩnh này. Đấy, các bạn nếu như mà chưa có dịp đến cầu an sức khỏe ở chùa Cổ Am thì rất mong các bạn đến quay đến cầu an, rồi là vui được cái hình ảnh lưu được lâu dài. Nếu mà cảm thấy mà hay thì các bạn với các cháu tải về Facebook của mình để mà làm kỷ niệm nha. Dạ. Này, rồi một lần nữa bác chào tất cả các cháu nha. Rồi bác chào nha. Rồi. Các bạn ơi, đúng là không chỉ bằng sức khỏe này, người xa người gần này để đến thắp hương cầu an ở chùa Quả Âm đây, mọi người các bạn này, để quê xa cũng như quê gần đều có mặt để cầu an sức khỏe hay. À chị ơi, tức là đầu năm mới thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng chúc tất cả mọi người đây sang năm mạnh khỏe nha. À, lần nữa rồi bác chúc các cháu nha. Rồi chào nha. À rồi, vâng đây các bạn thấy không, sức khỏe là quan trọng đấy. Các bạn ơi,
thế là cái cảnh đi đi thắp thắp hương cầu an buổi chiều ngày 20 tháng Giêng năm 2024 là đi với Thung Hoàng là phó kênh đảng luôn các bạn. Bây giờ ta phải thang bên bên là cái chỗ cho bạn ta chụp cái chi bố để ta làm cái hình ảnh đại diện video em này. Đây, đây các bạn nha. Các bạn là sáng ở cái nơi vùng để chụp ảnh rất đẹp nha. Các bạn là nếu như bạn nào mà chưa đến cầu án ở chùa Cầu Ám á thì nên đến cầu án để mà chụp lấy những cái tấm hình của mình để mà làm hình ảnh để lưu ở trong Facebook hoặc là lưu cái hình ảnh của mình để lấy những cái lấy những cái kỷ niệm đi cầu án ở chùa Cầu Ám ngày 20 tháng Giêng năm 2024. Mời mọi người và các bạn đón xem nha. Đây là ở chùa Cầu Ám ở quê hương Trung Hoàng đấy các bạn. Đấy, thấy chưa cái cảnh buổi chiều để cầu án đây này. Các bạn đón xem những cái cảnh khác đẹp hơn nha. Chị em ơi, tức là thay mặt nhóm YouTube của bác Trung Hoàng, tức là bây giờ anh ơi cố gắng bớt thời gian đi cầu án để chụp thật nhiều ảnh để làm kỷ niệm anh nha. Ở đây để, ở đây thấy chưa, tức là anh đang chụp ảnh cho người nhà đây để làm kỷ niệm thế này. Đây đây các bạn nha, đây xem những cái cảnh đi cầu án của dân. Thấy anh nha, bây giờ ta cùng đến đây này. Đây này, chụp cái gì qua trước khi chụp ảnh cho bạn Thung Hoàng hỏi thì anh quê đâu anh? Thị trấn anh ạ. Thị trấn Diễn Châu à? Đây mọi người ơi, đây các anh rồi các chị ở thị trấn Diễn Châu đi cầu án vào buổi chiều ngày 20 này, ngày 20 tháng Giêng này. Rồi thay mặt nhóm YouTube bạn Thung Hoàng chúc tất cả anh chị em đây sang năm mới mạnh khỏe nha. Rồi để vâng để bác chụp một số hình ảnh để làm đại diện video của mình nha, để làm kỷ niệm thôi nha các bạn nha. Đây 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 các bạn ơi, tức là cái cảnh chiều ngày 20 tháng Giêng này đấy nha các bạn nha. Đây tức là bỏ cánh đàn luôn về các diễn viên ở cánh Thung Hoàng bây giờ để lấy những cái hình ảnh đẹp ở cái chiều ngày 20 tháng Giêng nha. Mời mọi người các bạn xem tiếp các cảnh mới nha. Vâng ạ, cái này thay mặt nhóm YouTube của bạn Thung Hoàng đầu năm mới chúc đây là vợ chồng hay là thế nào đây chị em à? Đây các cháu quê đâu? Người Anh nhưng mà ở huyện nào? Huyện Nghi Lộc. Nghi Lộc lên cái sóng TV lên trên kênh của bạn Thung Hoàng rất nhiều. Thôi một lần nữa thay mặt nhóm chúc các cháu mạnh khỏe nha. Đây giờ bây giờ lại gặp chị em đây này. Đây cái này ta lên kịp thêm một đoàn rồi thầy. Đây nha. Chào cả nhà nha. Đây vâng chị em ơi, đây các bạn ơi, thế là tất cả mọi người đều lên sóng TV ở trong kênh Thung Hoàng đây này. Thôi thế này thay mặt nhóm YouTube của bạn Thung Hoàng lần nữa chúc tất cả các chị em đây sang năm mới mạnh khỏe nha. Thế các chị đây là quê đâu vậy? Đồ lương thì lên sóng TV rất nhiều. Nha, rồi bác chào nha. Đây là các bạn ơi, bỏ cánh đằng lượn này, rồi là diễn viên Bích Thời này, rồi Hoàng Thơ này, đừng cho tất cả đừng chụp chung với các chị là quê đâu ơi, quê Đồ Lương nha. Thôi bây giờ Thung Hoàng sẽ tắt để mà chụp hình ảnh đại diện các bạn nha.
được thì chị Vâng. Đây là chị em ta là quê một cài. À, các bạn ơi, nếu xem video này của anh em Công Hoàng và chị em quê ở Đô Lương, nếu mà hay thì cho anh em Công Hoàng và chị em ở Đô Lương xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất của kênh anh em của Công Hoàng ở cùng các chị ở Đô Lương nha. Nhưng mà các bạn ơi, nếu muốn xem video để được cập nhật video á, thì rất mong các bạn hãy đăng ký kênh thì mới nhận được thông báo của video. Hơn nữa các bạn hãy bật chuông thông báo mọi người và các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ nhạc hơi to nhưng mà cho nên Thu Hoàng phải nói to để cho nó hạt nhạc nha. Bây giờ là tất cả anh chị em đây đang đi thắp hương cầu an sức khỏe đầu năm này. À, chào bác Thu Hoàng, chào tất cả các cháu nha. Thầy cháu quê ở đâu? Cháu Nghệ An ở Vinh. Dạ. Hay là Vinh lên TV của các bác rất nhiều. Dạ. Này, thay mặt cho tôi với bác chúc cháu đầu năm mạnh khỏe nha. Này, rồi bác chào nha. Buổi chiều của ngày 20 tháng giêng năm 2024. Đây, thì bây giờ là anh em nhóm YouTube xin phép mọi người và các bạn nha, tức là mời mọi người và các bạn xem các video tiếp theo nha. Nhưng mà các bạn ơi, nếu như mọi người và các bạn đón xem các cái video của kênh anh em Tung Hoàng, rất mong các bạn đừng tời nha, vì một cái video dài đến một tiếng đồng hồ đấy. Cho nên nếu như các bạn mà tời thì không thể thấy được hình ảnh. Vì có một số bạn á là một cái video dài mà cuối cùng các bạn là mới mở là các bạn ơi là không thấy được hình ảnh của mình, cho nên là rất nhiều bình luận rồi rất nhiều comment đã bảo là bác Công Hoàng quay video mà là không thấy hình ảnh của các cháu, nên là các rất mong các bạn là đừng có tới nhá. Rồi là nếu xem video lần thứ hai thì các bạn thấy cái đoạn nào của mình thì khi nói lại kiểu tới nhá, chứ không tới nếu mà tới video là không thấy được cái hình ảnh của mình nhá. Rồi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube của bạn Công Hoàng chúc tất cả mọi người sang năm mới cầu an sức khỏe nha. Thế à, thôi được, về bây giờ Công Hoàng phải về cắt ghép video, hơn nữa là cũng phải đi đón cháu nội đi học với các bạn ạ. Đây nha, mong mọi người các bạn xem tiếp những cái cảnh khác nha. Này các cháu ơi, nha, thay mặt nhóm YouTube của bạn Công Hoàng này chúc các cháu sang năm mới mạnh khỏe nha. Đây các cháu về đâu? Quỳnh Lưu thì lên ở TV, lên trên kênh của bác rất nhiều. Hơn một lần nữa, đây các bác, tức là thay mặt bác Công Hoàng, thay mặt nhóm YouTube chúc tất cả các cháu và đại gia đình tháng năm mới cầu an mạnh khỏe nha. Rồi thôi, bác Công Hoàng chào tất cả các cháu nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ Công Hoàng sẽ quay tiếp các cái đoạn khác để cho mọi người và các bạn trước chúng ta về nha. Các bạn ơi, đây, tức là đi với Thu Hoàng là diễn viên Hoàng Thơ này, diễn viên Thích Khởi này. Còn bây giờ đây các bạn ơi, tức là bây giờ trời thời tiết này, thời tiết đầu xuân, bây giờ là cũng là hơn 4 giờ chiều rồi đấy. Hơn 4 giờ chiều của ngày 20 tháng giêng năm 2024. Còn bây giờ thay mặt YouTube thì rất mong các bạn thông cảm nha. Một lần nữa đầu năm chúc các bạn
sức khỏe hơn người xem video này. Rất mong các bạn xem video vui vẻ nha. Một lần nữa, Thung Hoàng và anh em kênh YouTube Thung Hoàng chúc các bạn đón xem video với vui vẻ hơn nữa, là sang năm cầu an gặp nhiều may mắn và thành công các bạn nha. Đẹp quá, đầu năm tức là chúc các cháu luôn luôn mạnh khỏe nha, trong sự nghiệp và trong học tập cố gắng phấn đấu thành đạt luôn nha. Rồi cảm ơn bác Thung Hoàng nữa nha. Vẫy tay cho chào chào bác Thung Hoàng lên nữa nào. Đây phó kênh đằng luôn này, rồi là gì các diễn viên này, Phan Đức này, Hoàng Thơ này, Hoàng Lương này, Đằng Thảo này, Hoàng Công này. Cô xem cái cuộc giao lưu của bác Thung Hoàng không? Nếu xem thì vỗ tay đăng ký ngay nha, chia sẻ và tất cả mọi người và các bạn nha. Ha 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 ha!